Safari Investment và Quân Đông xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Và chúc mừng cho cổ đông VIC ngày hôm nay đã có một phiên tăng trần rất là tốt, với lại thông tin rằng là VinFast được niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ và giao dịch vào tối ngày hôm qua và đóng cửa với lại mức tăng rất là tốt, cho nên đầu phiên bắt đầu đã có hiện tượng đua lệnh trần VIC rồi. Ngày hôm nay VIC khớp lệnh khoảng tầm 19.414.900 cổ phiếu. Đây là một cái thanh khoản khá là cao và nó cũng đóng góp cho thị trường chúng ta tăng rất là tốt. Chúng ta sẽ thấy rằng là cái sự lệch pha của VIN30 so với lại VN-Index thì đây là một cái sự phân hóa về dòng tiền. Và cái này Đông đã chia sẻ cho anh chị trong cái video trước đó rồi. Nên là dòng tiền trong mà này hiện tại nó chỉ tập trung vào các mặt cổ phiếu leading thôi. Nên anh chị chú ý cái này mà chúng ta cơ cấu danh mục nhé. Và đặc biệt là chúng ta sẽ thấy rằng ngày hôm nay ngoài VIC thì STB cũng đã tăng 4,4%. Và nếu như anh chị nào mà có xem video tối ngày hôm qua cổ đông thì Đông cũng đã chia sẻ cho những cái điểm mua mới của một cổ phiếu STB. Hôm nay có thêm Techcombank, hôm nay cũng tăng khá là tốt, tăng 3,7%. Do là trong thời gian vừa qua rất nhiều cái mặt cổ phiếu bất động sản tăng tốt thì nó cũng đã mở ra cho một số các ngân hàng dính trái phiếu và về cho vay bất động sản thì cũng bắt đầu hồi phục trở lại, thì Techcombank cũng là một trong những cái doanh nghiệp hưởng lợi điều đó. Vinhome ngày nay cũng tăng 1,9%, VBank cũng tăng 1,8%. Và vừa rồi Đông vừa mới nhận được thông tin là Sumimoto đã được ngân hàng nhà nước cho phép là tham gia vào cái việc là mua rồi, nên là khả năng VBank ngày mai vẫn sẽ tiếp tục tăng giá. Chúng ta thấy rằng là dòng tiền nó tập trung vào các mã cổ phiếu, nó có cái câu chuyện riêng thôi anh chị, chứ trong thời điểm hiện tại bây giờ nó sẽ không có yếu tố lan tỏa ha. Và có lẽ là một trong những cái mặt cổ phiếu mà Đông đã chia sẻ cho anh chị rất rất nhiều những cái video rồi, đó chính là mặt cổ phiếu Novaland. Ngày hôm nay Novaland cũng không thể hiện tốt cái vai trò của mình, không tăng điểm được, đóng cửa mức là đỏ nhẹ quanh vùng tham chiếu, thì rất nhiều anh chị của chúng ta đã rất là lo lắng và cũng không biết rằng là bây giờ Novaland thì đang làm gì. Nên là video ngày hôm nay Đông lên sẽ chia sẻ cho anh chị về cái mặt cổ phiếu này cũng như là về cái động lực tăng giá của nó trong mình sắp tới. Và rõ ràng là ngày hôm nay với cái thông tin là rất nhiều anh chị chúng ta quan tâm, đó chính là Novaland tỷ giá đã tăng 44% sau chưa đầy một tháng, nhưng mà Nova Group lại tiếp tục muốn bán thêm 43 triệu cổ phiếu. Thì thông tin này nó có ý nghĩa như thế nào, cũng như là nó sẽ tác động vào mã cổ phiếu trong ngày hôm tới như thế nào, thì Đông cũng sẽ giải thích cho anh chị luôn trong video này ha. Và Đông mời anh chị bắt đầu video này cùng với là Đông nhé. Và nếu như cả nhà của chúng ta thấy video của Đông hay và hữu ích thì cả nhà có thể là để lại cho Đông một like nhé, để tiếp thêm động lực cho em làm cái video sao tốt hơn và chất lượng hơn nhé. Ngoài ra anh chị nào mà chúng ta chưa nhấp vào nút đăng ký kênh thì hãy nhấp vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh cũng như là các video sau anh chị sẽ nhận được thông báo sớm nhất. Ngoài ra thì Đông có một cái nhóm Zalo cộng đồng, anh chị có thể quét mã QR ở bên góc trái màn hình ở đây, hoặc là anh chị có thể nhấp vào cái phần mô tả ở dưới video á, Đông có để cái link nhóm Zalo cộng đồng ở dưới, anh chị có tham gia vào đó. Và cũng như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về quan điểm trước khi chúng ta bắt đầu video để cho anh chị có thể hiểu hơn về video ngày mai Đông muốn chia sẻ nó gồm những cái nội dung gì ha. Đầu tiên đó chính là đánh giá quan điểm về thị trường chung của chúng ta, đó chính là chỉ số VN-Index. Thì đây cũng là một trong những cái bản lề mà Đông đã làm trong rất nhiều video gần đây. Thì bởi vì là thị trường chung của chúng ta trong giai đoạn này khá là cam go và nhiều anh chị của chúng ta cũng rất là quan tâm về vấn đề này, nên Đông cũng sẽ chia sẻ các quan điểm của Đông về thị trường. Vấn đề thứ hai đó chính là chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá lại cái danh mục cổ phiếu mà Đông đã chia sẻ cho anh chị trong các video trước đó, cũng như là một số các mặt cổ phiếu mà Đông thấy nó có cái câu chuyện hay sẽ đánh giá và chia sẻ cho anh chị luôn trong video ngày hôm nay. Và cái mục cuối cùng rất là quan trọng đó chính là chúng ta sẽ đi trả lời cái câu hỏi là Nova Group muốn bán 43 triệu cổ phiếu thì nó tác động như thế nào vào mặt cổ phiếu Novaland. Thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về lịch sử giao dịch trong quá khứ của Novaland, về các cái giao dịch đăng ký bán, về các cái giao dịch là đăng ký mua, để chúng ta xem có cái hành động như thế nào, cũng như là chúng ta sẽ đối chiếu từ quá khứ xem coi trong này hiện tại bây giờ nó có cái điểm tương đồng gì hay không, và từ đó anh chị cùng với Đông sẽ có được cái câu trả lời tốt nhất cho cái kịch bản về bán 43 triệu cổ phiếu của Nova Group ha. Và phần đầu tiên Đông cùng với anh chị sẽ đi trao đổi về quan điểm thị trường. Có lẽ cái hình này rất là quen đối với lại các anh chị nào mà đã xem video của Đông được 3-4 video gần đây. Thì đây là một cái nhịp cơ bản chân của thị trường xuất phát từ ngày 8 tháng 8 và đã được phá vỡ từ phiên chiều ngày 11 tháng 8 tăng điểm lên. Thì Đông cũng đã chia sẻ các quan điểm của mình trong các video cũng như là chia sẻ nhận định trên các nhóm Zalo cộng đồng. Thì Đông đang kỳ vọng một cái nhịp mà thị trường chúng ta test về quanh cái vùng giá trước khi mà nó break, tức là cái vùng giá 1230, thì phiên ngày hôm qua đã về đây và test thành công. Và rõ ràng các mã cổ phiếu trụ ngày hôm qua đã có cái tín hiệu là
bắt đầu nâng đáy dần và đã bắt đầu bật nhẹ rồi, không tăng quá nhiều nhưng đó là cái tín hiệu rất là tốt. Và rằng phiên ngày hôm nay bắt đầu khi mà mở cửa kèm với cái tín hiệu của mặt cổ phiếu VSC thì rất nhiều cái mặt cổ phiếu chủ ngày hôm nay cũng đã bắt đầu tăng nhẹ nhẹ lại rất là tốt. Và đặc biệt đó chính là nhóm ngành ngân hàng ngày hôm nay bắt đầu có yếu tố là dẫn sóng và tăng trở lại. Nhưng quan trọng nhất ngày hôm nay đó chính là cái nhịp điều chỉnh từ cuối phiên sáng và đầu phiên chiều về mốc khoảng tầm là 13:45 thì rất nhiều cái mã cổ phiếu bắt đầu đã có sự phân hóa và nhiều anh chị cũng đã bắt đầu bán chốt lời dần khi mà thấy thị trường không duy trì được cái tính tăng nữa. Thì đây là một cái nhịp test cung khá là tốt, và sau đó là từ 13:45 thị trường chúng ta tiếp tục và kéo mạnh lên, thì lúc này thì băng bắt đầu nhường lại sân cho bắt đầu nhóm bất động sản tiếp tục kéo, và các mã cổ phiếu như là CEO tăng rất là tốt, mà L14 nè hay là Đất Xanh hay là DG cũng tăng khá là khỏe. Chỉ có nhất là mã cổ phiếu Novaland ngày hôm nay thì chưa có lấy lại cái vị thế thôi. Nhưng mà rõ ràng là ngày hôm nay thị trường chúng ta đang đi theo đúng được cái kịch bản. Cho nên trong giai đoạn hiện tại bây giờ, nếu như anh chị nào mà chúng ta đã mua gia tăng vào trong phiên sáng ngày hôm nay rồi thì cơ bản là chúng ta đã có một cái lượng hàng khá là ổn định rồi. Nên trong giai đoạn sắp tới thì anh chị cũng không cần phải tìm kiếm những điểm mua mới nữa. Chúng ta cũng nên giữ một cái danh mục của chúng ta trong cái tỷ trọng là khoảng tầm 60% cổ phiếu là tối đa, và nên ưu tiên là 40% lượng tiền mặt để anh chị có thể xử lý trong những kịch bản thị trường khó khăn. Tại vì trong cái giai đoạn hiện tại mà chúng ta mua full margin thì rất là căng thẳng anh chị. Tại vì thị trường chúng ta nói đi cũng nói lại thì nó cũng đã tăng rất là nhiều rồi. Và trong giai đoạn hiện tại khi mà dòng tiền nó đã chọn lọc rất là khắt khe như thế thì rất là khó cho cái việc là anh chị đánh full margin, thì lúc đó thị trường mà nó căng một tí hoặc là thị trường có yếu tố rung rũ thì anh chị sẽ không có xử lý được ha. Nên là trong rất là nhiều cái video đó cũng đã chia sẻ và nhắc anh chị rằng là chúng ta chỉ đánh tối đa 60% danh mục thôi, anh chị không có nên gia tăng quá nhiều. Và chốt lại cái quan điểm điểm thị trường chung của Đông thì thị trường chúng ta vẫn sẽ tiếp tục tăng giá trong cái phiên sắp tới, và không có một cái tín hiệu gì đó quá là tiêu cực, và đang có một cái động thái rất là tốt, đó chính là những mã cổ phiếu leading đang thay nhau mỗi ngày để kéo thị trường. Thì đây là cái động thái rất là phù hợp cho cái việc bối cảnh thị trường đang chọn lọc dòng tiền như thế này. Và nếu như cả nhà đang xem video mà thấy video hay và hữu ích thì hãy ủng hộ cho Đông một like nhé. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Mã cổ phiếu đầu tiên trong các mã cổ phiếu leading mà Đông đã chia sẻ cho anh chị trong các giai đoạn trước đây, đó chính là mã cổ phiếu VIC. VSC ngày hôm nay quay trở lại tăng trần thì có lẽ là rất là nhiều anh chị chúng ta hồ hởi, chúng ta vui. Nhưng mà rõ ràng ngày hôm qua là rất nhiều anh chị chúng ta bị mất hàng nhé. Mất hàng rất là nhiều quanh cây này. Bản chất là vì sao mất hàng? Là cũng vì tâm lý người ta lo sợ, đúng anh chị. Ngày hôm qua thì cũng nhiều anh chị bảo là không biết là tối nay là nó niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ như thế nào. Nhưng mà tự nhiên thấy là nó điều chỉnh mà nó giảm thì người ta sợ là, tại vì đa số các mã cổ phiếu mà niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ á, thì nó sẽ có một cái rủi ro là đó là hai chiều anh chị, nó vừa có mua và nó vừa có bán và nó giao dịch bằng T0, cho nên là cái biến động nó sẽ rất là lớn và chúng ta chưa đánh giá được cái việc đó. Với cái việc là ngày hôm qua VIC mà nó giảm, cho nên là người ta rất là sợ là có thể là tối nay niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ nó không thành công. Không thành công đây không phải là không niêm yết được, mà phải là niêm yết xong rồi thì giá nó lại giảm nhiều quá thì có thể là ngày mai tiếp tục VIC nó sẽ giảm, nên nhiều người ta cũng bán nè. Thì sáng ngày hôm nay bắt đầu là khi mà thông tin là niêm yết thành công rồi, sau đó là đóng cửa mức giá là cao nhất, tăng rất là nhiều. Và rõ ràng là nếu như xét và cộng hết lại tất cả từ VinFast cho tới VinHome cho tới VinBeer và một số những công ty con của VinGroup á, thì hiện tại VinGroup đang giao dịch với mức giá rẻ hơn 4 lần cho tới 5 lần. Nên là rất nhiều những sự kỳ vọng tham gia vào VinGroup ngày hôm nay ha. Và rõ ràng khó ngoại ngày hôm qua bán ròng 107 tỷ, ngày hôm nay cũng bắt đầu mua ròng lại 186 tỷ. Và cũng đã có rất là nhiều anh chị của chúng ta ngày hôm nay cũng đã đu vào mua giá trần. Nhưng mà Đông thì không có bình luận về cái việc này. Thì vì bản chất là mình không có hàng, với lại mình không có đánh giá được cái việc là VinFast tối nay như thế nào, nó tăng hay nó giảm, mà nó cũng là một cái ẩn số rất nhiều anh chị. Nên là Đông sẽ không có bàn luận ha. Còn anh chị nào mà chúng ta đã có hàng, chúng ta đang có lãi tốt, thì Đông nghĩ là anh chị nên chia vốn ra mà để anh chị chốt. Không ai có thể là chốt đúng đỉnh và mua đúng đáy đâu anh chị. Nên là mình cứ rải ngân ra mình chốt. Mình đang có một cái lọc khá là khỏe. Anh chị nào mà mua VinGroup bữa giờ, thật ra là anh chị tốn nó có bao nhiêu cái khoảng thời gian đó. Anh chị xem nè, ví dụ như từ lúc nó tăng ha, tốn có 13 phiên thôi, đúng không? 13 phiên thôi mà mức giá nó tăng từ đấy lên tới đây khoảng tầm 48% rồi. Thì cỡ gì anh chị mất khoảng tầm 4-5 ngày mà anh chị kiếm được 15-20% thì quá là tuyệt vời. Cho nên là mình cố gắng là mình bảo vệ cái thành quả ha. Rồi, cái mà cổ phiếu mà Đông có chia sẻ cho anh chị trong video ngày hôm qua đó chính là STB nè, AIB nè và CTG ha. Thì đây là ba mã cổ phiếu mà Đông có chia sẻ cho anh chị điểm mua. Nói về STB thì ngày hôm nay tăng giá khá là tốt. Hôm qua Đông cũng có phân tích cho anh chị đó, là đây là một cổ phiếu mà nó tăng cái dạng khá là bền,
tăng sau đó tích lũy lại, tăng sau đó thì cũng đang tích lũy lại khá là tốt. Đặc biệt là cái phiên tăng điểm và cái phiên tăng điểm ngày 11 tháng 8 thì đã được hấp thụ áp lực cung bên ngày 15 tháng 8. Nó ràng chị thấy không? Phiên ngày 15 tháng 8 có lượng giao dịch rất là thấp, cho thấy rằng là cổ phiếu nó đang có yếu tố là cạn cung rồi. Nên ngày hôm nay bắt đầu dòng tiền tham gia vào giao dịch khoảng tầm là 45 triệu cổ phiếu. Thì đây là một cái mức thanh khoản cao, và nó cũng cũng là gần như là cao giống như những cái phiên tăng điểm đầu tiên trước đó của nó là khoảng tầm 49 triệu cổ phiếu. Nên ông đánh giá đây là một cái phiên breakout thành công, nên anh chị nào mà chúng ta đang có hàng thì cứ tiếp tục nắm giữ. Còn các cái điểm gia tăng mua mới qua giai đoạn hiện tại thì đối với lại STB thì chúng ta phải chờ những cái nhịp retest trở lại để mà chúng ta tham gia. Trong thị trường hiện tại, nếu như mà cổ phiếu nào mà nó đã trượt điểm mua rồi thì anh chị hạn chế để chúng ta không mua FOMO ha. Và mà cổ phiếu thứ hai trong nhóm ngành ngân hàng mà ông đã chia sẻ cho anh chị trong video ngày hôm qua chính là mặt cổ phiếu CTG. CTG hiện tại đang có một cái mẫu hình cờ tăng giá khá là tốt, và xác suất của một cái mẫu hình cờ tăng giá trong một cái trend tăng á, là nó lên tới khoảng tầm là 70 cho tới 80% thì xác suất tăng giá khá là khỏe. Ngày hôm nay thật ra nhiều anh chị bảo là CTG không tăng là xấu, thì thật ra nó không xấu lắm anh chị. Hôm nay thanh khoản nó không nổ gì cả, khoảng tầm 6 chia 3 cổ phiếu nó cũng lanh quanh trong các phiên trước đó, và OCD thì vẫn đang góc hướng lên và thanh khoản không tăng. Thì tất nhiên là giá cổ phiếu nó không tăng thì nó cũng đang đồng thuận, nó đang hợp lý mà. Nó đâu có một cái vấn đề gì đó quá xấu để mà chúng ta phải lo lắng. Với lại nếu như anh chị nào mà có mua phiên ngày hôm nay thì chúng ta lợi thế về mặt T cộng. Còn với trường hợp mà anh chị mà chúng ta chưa có hàng về cổ phiếu ngân hàng thì đồng nghĩa CTG có một cái lựa chọn khá là tốt để mà chúng ta kỳ vọng cho một vùng giá mục tiêu khoảng tầm là 35 cho tới 36. Tất nhiên là các mặt cổ phiếu ngân hàng anh chị nó sẽ không có đánh theo kiểu giống như các mặt cổ phiếu mà trong nhóm bất động sản đâu, mà là tăng liên tục đâu. Ví dụ như trường hợp anh chị có mua 32.35 thì nó sẽ lên khoảng tầm là 33 đi, 33 cho tới 33.5, sau nó sẽ còn nó retest vào khoảng tầm là 32.8 cho tới là 33, sau đó lại tiếp tục tăng lên 34, retest nhịp nhẹ lại tăng lên 35. Nói chung là các mã cổ phiếu ngân hàng tất nhiên là nó phải đánh trong một cái giai đoạn như thế, chứ nó không thể nào mà tăng liên tục. Nên chị đánh cổ phiếu ngân hàng thì chị nên sắp xếp một cái lượng vốn đầu tư khoảng tầm 1 tuần cho tới 2 tuần, chứ không thể nào mà chúng ta đánh ngắn được ha. Nhưng con STB này đây thì mình cũng phải kiên nhẫn thì mình mới thắng được chứ. Dù trường hợp mà anh chị có mua được một vùng giá tốt đúng không, anh chị mua vùng giá tốt đi, mà nhiều khi là anh chị thấy những cái phiên đỏ đỏ như thế này thì là anh chị nhảy hàng ra mà là anh chị bán mất rồi, đúng không? Nên là đánh cổ phiếu ngân hàng đó là anh chị phải kiên nhẫn. Và đặc biệt như một cổ phiếu ngân hàng mà trong những cái phiên test cung như con STB này nè thì nó quá đẹp, nó đẹp giống như trong sách giáo khoa, cái mẫu hình nó dạy sao STB nó đánh y chang như vậy. Nên là mà cổ phiếu này thật ra đông đánh giá nó sẽ còn nhiều câu chuyện rất là tốt, và đặc biệt là có thêm một cái câu chuyện về bán vốn. Và nhiều cái thông tin bây giờ thì cho rằng là STB đã bán được cái khu công nghiệp Phong Phú cho một cái đối tác khác. Thì tạm thời là cái thông tin nó chưa có chính thức nên là Đông cũng không có muốn phổ biến ở trên đây. Nhưng mà Đông nghĩ rằng là với cái việc mà tăng giá như thế này thì có lẽ là cái thông tin đó nó đang dần đúng rồi. Và nếu như cái thông tin đó mà nó xảy ra thì có thể là bắt đầu sẽ vào cái việc là cơ cấu cái cục nợ xấu của Trầm B là 32,5 triệu cổ phiếu. Thì Đông nghĩ nó sẽ là một trong những cái bước đệm tăng giá cho STB á. Nên là cái một vùng giá mục tiêu KDB cho từ đây cho tới hết năm thì Đông sẽ kỳ vọng một giá khoảng tầm là 40, là nó sẽ đánh vượt luôn cả cái đỉnh cũ luôn. Nhưng mà trong cái này hiện tại bây giờ đối với là các nhà đầu tư trading ngắn hạn thì anh chị nên chờ một cái vùng giá hợp lý để mà chúng ta vào, chứ không nên đua cái vùng giá xanh. Nhiều khi mà nó rung lắc nó đủ ở trong phiên mà anh chị ngán hàng quá, anh chị không chịu rung lắc anh chị bán ra thì rất là phí. Rồi, em một cổ phiếu EB ngày hôm nay ha. EB ngày hôm nay cũng tăng khá là tốt nè. Trong một cái giai đoạn tăng từ từ như thế này thì chắc chắn nó sẽ có một cái nhịp là gì, nó sẽ break mạnh và nó sẽ tăng lên. Rất nhiều cái mà cổ phiếu nó đi theo một cái dạng như thế này, như cái mà cổ phiếu như SI này, khi mà nó đi từ là từ từ như thế này thì nó sẽ có những cái phiên nó break mạnh lên. Cái mà cổ phiếu nào nó cũng đi theo dạng này hết anh chị, nếu mà nó đi ngang từ từ như thế này nó cũng sẽ có nhịp mà nó break mạnh lên. Các cổ phiếu như ECC nè, đấy ECC đi ngang một thời gian rồi đấy, từ từ cũng sẽ bắt lên thôi. Nên là đối với là EB, Đông nghĩ là anh chị nào mà đã có vị thế tốt rồi đó, mua quanh khoảng tầm là 24.3 hay 24.5 rồi thì bây giờ mình cứ kiên nhẫn mình cầm thôi. Ngày hôm nay thì thật ra là vol nó đâu có nổ đâu, nên là nó tăng nhẹ một xíu thôi. Coi như là thanh khoản ngày mai cũng tốt, ngày hôm qua giao dịch khoảng tầm là 10 triệu cổ phiếu. Bản chất là không có vấn đề xấu mà, anh chị nào có hàng cứ tiếp tục nắm. Rồi, đối với là mà cổ phiếu DG thì ngày hôm qua Đông cũng đã chia sẻ cho anh chị một số những cái điểm mua rồi. Nên là ngày hôm nay cổ phiếu DG bắt đầu xác nhận một cú phiên và tăng giá được 4% khá là tốt. Trong phiên ngày hôm nay thì Đông cũng đã chia sẻ khá là nhiều về các cái điểm mua, cũng như là mình đã cùng nhóm khách hàng của mình mua trong những cái ngày hôm trước đó rồi, thì cũng có chia sẻ cho anh chị xem ha. Đây. Cái phiên ngày 14 tháng 8 nè thì mình đã mua DG vùng giá 27.4. Sau đó là ngày hôm qua thì mình mua gia tăng thêm 27.65. Sáng ngày hôm nay thì mình mua gia tăng thêm tiếp là 27 cho tới 27.1 ha. Thì mình đã mua 3 lần rồi. Đối với là nhóm khách hàng thì mình đã mua khá là
đầy đủ hàng rồi ha. Còn đối với lại nhóm cộng đồng thì sáng cũng có nhiều anh chị hỏi Đông là mua được hay không, quanh vùng giá quan tâm là 27.3, 27.4, thì Đông cũng chia sẻ cho anh chị tham gia mình mua rồi. Nên đối với là DG hiện nay là một trong những cái con mà nó giúp cho nhóm cộng đồng của nhóm khách hàng chúng ta đang khá là vui. Và mã cổ phiếu thứ hai trong bất động sản mà Đông chia sẻ cho anh chị trong video ngày hôm qua, đó chính là mã cổ phiếu Đức Xanh. Ngày hôm nay Đức Xanh đang đánh khá là đẹp anh chị, Đông đánh giá là đang khá là tốt. Rõ ràng là không có nhiều cái yếu tố xấu trong ngày hôm nay đối với là những ngành bất động sản khi sự hồi phục cuối phiên, nhưng mà những mã cổ phiếu như là Đức Xanh, Novaland thì dòng tiền nó không có yếu tố dẫn dắt trong ngày hôm nay, nên là Đức Xanh ngày hôm nay giao dịch khoảng tầm có 22,6 triệu cổ phiếu thôi, tăng điểm nhẹ, tăng khoảng 1,72%. Đây là một cái phiên test cung trở lại, áp lực cung vùng trước thôi. Những cái mã cổ phiếu mà nó test được cung và rõ ràng là lực cầu nó vẫn còn đang vào khỏe, và áp lực cung bây giờ nó mà được triệt tiêu qua nhiều phiên như thế này thì xác suất tăng giá của nó sẽ càng tốt anh chị. Chứ mình đừng có mong những cổ phiếu mà nó cứ tăng liên tục xong nó chỉnh, rồi tăng liên tục rồi nó chỉnh. Tại vì á, những cái một cổ phiếu mà nó tăng liên tục như thế thì tất nhiên á, là những cái giai đoạn càng cái vùng cao á, thì lực cầu người ta sẽ không còn tự tin một quá nhiều nữa. Còn đối với là Đức Xanh á, khi mà nó đánh từ từ như thế này á, thì Đông lại thấy là cái tín hiệu nó tốt, nên chị nào mà chúng ta đang có hàng thì cứ tiếp tục nắm giữ thôi, đâu có vấn đề gì chúng ta phải lo lắng. Chứ không phải là cổ phiếu nó không tăng là nó xấu anh chị, chứ quan trọng nhất là gì, hôm trước Đông mới chia sẻ cho anh chị rồi, mình đã xác định được là gì, dòng tiền big boy người ta đã tham gia vào rồi, thì ví dụ như ngày hôm nay nó không hưởng ứng bởi dòng tiền thì ngày mai nó được hưởng ứng. Nhưng quan trọng nhất là mình chỉ nên nắm trong cái lượng leading này thôi, mình đừng có nắm ngoài cái lượng này. Tại vì nắm ngoài cái lượng này, ngoài cái lượng này thì ngày hôm nay không có dòng tiền vào. Ví dụ như SI đi, SI ngày hôm nay mặc dù anh chị thấy là nó có cái phiên mà 14 tháng 8 mới chạy theo thị trường khá là khỏe nè, nhưng mà ở đang phiên ngày hôm nay nè, lực cầu vào nó rất là kém. Ở đây là MACD nó còn như thế này nữa, thì ví dụ như trường hợp nó có tăng đi, nó có tăng thì nó cũng chạm được cái vùng kháng cự này rồi nó cũng điều chỉnh tiếp tục. Cho nên đối với là nhóm ngành chứng khoán nè, hay là nhóm ngành về dầu khí đi, anh chị thấy nè, những cái cổ phiếu này nó đâu có yếu tố về dòng tiền dẫn dắt đâu. Cho nên ví dụ ngày hôm nay thị trường có tốt thì nó cũng không hưởng ứng theo dòng tiền, mà thị trường nó xấu thì xác suất mà nó bị điều chỉnh bên quanh cái vùng giá thấp á, rất là cao ha. Đó là lý do vì sao mà Đông chia sẻ rất là nhiều cho cái việc là chúng ta phải cơ cấu về dòng tiền là như thế, để anh chị tập trung các cổ phiếu leading thôi. Cứ leading mà anh chị đánh, rõ ràng trong bao nhiêu qua Đông chia sẻ cho anh chị cầm leading cỡ gì anh chị cũng lời đó, nếu mà đâu có bị áp lực gì đâu, đúng không? Rồi tiếp tục là mã cổ phiếu cuối cùng, đó chính là mã cổ phiếu Novaland. Novaland thì đây là mã cổ phiếu ngày hôm nay mà nhiều anh chị của chúng ta rất là lo lắng, do là có cái thông tin đến từ việc Nova Group bán ra, thì Đông cũng đã chuẩn bị sẵn một cái kịch bản để cho anh chị chúng ta có một cái góc nhìn toàn cảnh về câu chuyện Nova Group bán là như thế nào anh chị nhé. Và phần tiếp theo là chúng ta sẽ đi trả lời và giải quyết cái vấn đề quan trọng nhất trong video ngày hôm nay, đó chính là Nova Group bán như thế thì nó ảnh hưởng như thế nào đối với là một cổ phiếu Novaland. Và trước khi chúng ta bắt đầu vào phần này thì anh chị có thể tương tác để ủng hộ cho kênh thêm sôi nổi ha. Thì nếu như anh chị cảm thấy rất là quan tâm với là cái chủ đề Nova Group này và bán như thế, và đặc biệt anh chị đang là cổ đông của Novaland hay ai là đang là cổ đông của DG, thì có thể là để lại cho Đông một nút like cũng như là một số 1 để mình xem coi cái hiệu ứng hiện tại đối với là các mục phiếu này là như thế nào anh chị nhé. Rồi đối với là Nova Group thì Đông đã vẽ như thế này rồi, khá là trực quan, Đông sẽ giải thích cho anh chị hiểu. Đối với là những cái đường kẻ màu vàng ở trên, đây là Nova Group đăng ký bán. Còn đối với lại cái đường ở dưới, cái mục màu trắng ở dưới đó chính là cái mục khác, thì nó cũng sẽ bao gồm một số những cái cổ đông khác của Novaland. Ví dụ như cái ngày khớp bán 14 tháng 7 nè, thôi đi anh chị, 14 tháng 7 mà là ngày 14 tháng 2, thì lúc đó là cổ phiếu Novaland đóng cửa mức giá sàn thì khớp bán 14 triệu 700 cổ phiếu của ông Bùi Xuân Huy nè, là bán giao dịch thỏa thuận ha. Rồi tiếp tục nè, có những cái phiên giao dịch như là ngày 1 tháng 6 nè, thì khớp bán khoảng 20 triệu cổ phiếu, trong đó Đông nhớ có 4 triệu cổ phiếu là của một bên khác, còn 16 triệu cổ phiếu là của cái ông Nguyễn Hiếu Liêm này nè, thì là do công ty chứng khoán là người ta giải chấp. Và tiếp theo là có hai cái đợt đăng ký bán gần đây, đó chính là đăng ký 13,6 triệu cổ nhưng mà chỉ bán được có khoảng tầm 1.5 thôi. Thì đây là những cái phần khác. Quan trọng nhất ngày mai chính là chúng ta sẽ đi tìm hiểu là Nova Group, xem qua những cái đợt bán của họ trong quá khứ thì nó ảnh hưởng tới là diễn biến giá như thế nào anh chị nhé. Anh chị có thể nhìn đây, đầu tiên là về cái lần đầu tiên mà Đông không phải nói là đây lần đầu tiên, mà tính từ cái giai đoạn là bắt đầu khi mà nó rơi mạnh, bắt đầu là nó có thanh khoản trở lại á, thì Nova Group đã đăng ký bán cái đợt đó là đăng ký hai lần anh chị, đăng ký đợt bán 150 triệu cổ phiếu từ ngày 30 tháng 11 cho tới ngày khoảng tầm là 29 tháng 12, bán 150 triệu cổ phiếu nhưng mà chỉ khớp có 98 triệu thôi. Và tiếp theo là bán 150 triệu cổ phiếu, khớp 40 triệu cổ phiếu. Thì Đông đánh giá đây là một cái nhịp đăng ký bán phù hợp. Tại bởi vì là trong giai đoạn đó thì Nova dính rất là nhiều về câu chuyện là về trái phiếu.
À, cho nên là phải bán ra để xử lý và cơ cấu lại nào, đó là cái nhịp rất là bình thường, không vấn đề gì hết ha. Nhưng mà bắt đầu anh chị thấy nè, rất là bất thường trong ba cái nhịp bán này, anh chị xem ha. Đầu tiên nè, cái nhịp bán này là đến từ Novo Group, đăng ký bán từ ngày 30 tháng 3, đăng ký bán cho tới ngày 28 tháng 4. Thì đăng ký lần đầu tiên là đăng ký 567 triệu cổ phiếu, nhưng mà khớp có 12 triệu cổ phiếu thôi. À, và tiếp theo cũng cùng thời gian đó thì Novo Group lại đăng ký bán tiếp tục là 572 triệu cổ phiếu, nhưng mà chỉ khớp có 0.48 triệu cổ phiếu, tức là chỉ có 480.000 được khớp thôi. Và anh chị thấy rõ ràng là trong giai đoạn đó thì cổ phiếu đang trong giai đoạn là đi ngang, nó không có vấn đề gì hết. À, và tiếp theo tiếp tục là đăng ký bán, anh chị đăng ký bán từ ngày khoảng tầm là 10 tháng 5, đăng ký bán cho tới ngày 8 tháng 6 và đăng ký 69,6 triệu cổ phiếu, nhưng mà chỉ khớp có 14.4 triệu cổ phiếu thôi, tức là nó chỉ khớp có khoảng tầm là 20% thôi, à, còn 80% là không khớp. Còn cái đợt đầu tiên này là gần như là cái phần trăm khớp nó không đáng kể luôn, không bao nhiêu cả ha. Và trong hai đợt này thì cổ phiếu vẫn đi ngang trong cái vùng giá khoảng tầm là 13 cho tới là 14. Và cái lần đăng ký bán gần nhất đây của Novo Group chính là đăng ký bán 136 triệu cổ phiếu, à, ở giai đoạn là ngày 16 tháng 6 cho tới ngày 14 tháng 7, nhưng mà chỉ có khớp khoảng tầm có 0.48 triệu cổ phiếu, tức là khớp có 480.000 thôi anh chị. À, thì đông xem ở đâu, à, cái này thì không phải là mình tự chế ha, mà xem ở trên cà phê ép ha. Cái này do là xem như vậy thì nhiều khi anh chị sẽ rất là khó xem xét về mặt thời gian cũng như là bán khớp bao nhiêu. Đông chuyển qua như thế này để cho anh chị dễ xem, thì tức là chúng ta sẽ đánh giá là cái gì, có nghĩa là cái lần bán đầu tiên này là do cơ cấu nợ là đúng, nhưng mà ba cái lần bán sau này cổ phiếu nó đâu có vấn đề đâu anh chị, mà rõ ràng là ra thông tin là đăng ký bán, nhưng mà quan trọng có khớp được hay không nó mới là vấn đề. Mà rõ ràng là nó đâu khớp được bao nhiêu đâu, nên là trong giai đoạn này mặc dù là ra thông tin xấu nhưng mà cổ phiếu nó không có giảm điểm. Mà rõ ràng là rất là nhiều anh chị của chúng ta, nếu như mà chúng ta chỉ nhìn một cái thông tin ngày hôm nay ấy, là chúng ta sẽ rất là dễ lo lắng là không biết là cổ phiếu mình nó kéo lên thì nó có bán hay không. Mà rõ ràng anh chị thấy là trong này vừa qua nè, nó ra thông tin 3 lần rồi, nhưng mà rõ ràng giá cổ phiếu như thế nào nó vẫn tiếp tục tăng cho tới bây giờ. Mà 3 lần đó anh chị thấy không, những cái lần khớp nó đâu có bao nhiêu đâu. Nên là Đông đang rất là có một cái suy nghĩ rằng là cái việc mà Novo Group đăng ký bán á, nó là một cái nhịp để cho nhà đầu tư cá nhân của chúng ta lo lắng và chúng ta rớt hàng thôi, nói thẳng ra là rớt hàng. Đông thấy là hầu như là đâu có khớp bao nhiêu đâu, và nó cứ đăng trong quá khứ thì nó cũng đăng ký bán rất là nhiều anh chị, nhưng quan trọng là khớp được bao nhiêu hay không thôi. Còn những cái phần khác ở dưới đây nha, là khớp nha anh chị, đây là người ta có nhu cầu thật là người ta bán ra là có. Còn cái việc mà Novo Group mà người ta đăng ký bán á, chỉ có đúng đợt đầu tiên là Đông thấy là nó hợp lý, còn các đợt sau đăng ký bán ra thì đâu khớp bao nhiêu đâu. Nên rõ ràng bây giờ nè, cái câu chuyện là đăng ký bán 43 triệu cổ phiếu từ cái ngày 18 tháng 8 tới ngày 15 tháng 9 thì nó cũng không vấn đề nhiều lắm cho cái việc là cổ phiếu nó có điều chỉnh và giảm điểm hay không. Là bởi vì là trong cái phiên vừa qua Đông đã phân tích cho anh chị rồi, là tổ chức người ta đã tham gia, Big Boy người ta tham gia từ ngày 4 tháng 8 và dòng tiền bây giờ vẫn đang duy trì khá là tốt. Và rõ ràng là Đông nhớ là ngày hôm qua Đông phân tích cho anh chị á, là 4 phiên giao dịch trên mức giá 20.8 cộng với phiên ngày hôm nay nữa là khoảng tầm 40 triệu cổ nữa, thì nó cũng khoảng tầm là 170 triệu cổ phiếu giao dịch trên cái vùng giá này. Và giờ vùng giá này nó không thủng thì tất nhiên là tổ chức họ cũng phải góp phần vào để mà họ đỡ giá, chứ làm gì đâu mà có lượng hàng cá nhân mà người ta đỡ được cái quanh vùng giá này. Và bản chất là nếu như muốn cá nhân đỡ, muốn cá nhân FOMO á, thì phải có những cái nhịp đánh đẹp như thế này, đúng không? Đẹp như thế này thì người ta mới tự tin người ta vào chứ. Ở đây là trong các phiên vừa qua là 1, 2, 3, 4 phiên nhìn rất là yếu, nhìn rất là lép bế so với là các nhóm bất động sản khác. Nên là dòng tiền nó không thực sự quá là mạnh mẽ và nhiều anh chị nắm Novaland rất là nản. Ngày hôm nay cũng nhiều anh chị chán quá thôi bán qua đuôi nhưng mà cổ phiếu khác cho nó ngon lành hơn. Nên là ngày hôm nay Đông thấy là một cái phiên test cung khá là đẹp, cho nên là mình không có thay đổi quan điểm của mình về Novaland. Nào gặp thêm cái tin 43 triệu đi. Đông nói ví dụ trường hợp ví dụ như lần này mà nó có bán thiệt thì sao? Anh chị nghĩ coi cái lượng 43 triệu này so với lại cái thanh khoản của một phiên á. Thanh khoản của mình bây giờ nè là khoảng tầm là bây giờ trung bình là nó từ 40 triệu cho tới khoảng tầm là 60 triệu cổ phiếu, thì nó chỉ bằng 1-2 phiên bán thôi anh chị là nó cũng có thể giải quyết và nó sẽ xử lý được hết. Nhưng mà Đông đã chứng minh cho anh chị trong lịch sử quá khứ rồi, rất nhiều những đợt đăng ký bán nhưng đều không bán hết. Nên là đợt này thì Đông vẫn theo một cái kịch bản, đây là một cái thuyết âm mưu để cho anh chị nào mà chúng ta yếu tay thì chúng ta rớt hàng thôi, chứ còn cái việc mà nó xấu mà nó rủi ro thì chúng ta không có lo. Mà ở đây nha, cái việc bán 43 triệu này nha, là nó không phải là bán trực tiếp trên sàn nha anh chị, mà đây là bán 43 triệu cổ phiếu theo hình thức là thỏa thuận. À đây, Đông mở nên anh chị xem ha. Đây nè, cụ thể là 18 tháng 8 tới 15 tháng 9 nè, Novo World đăng ký bán 43 triệu cổ phiếu nè bằng phương pháp thỏa thuận nha anh chị. Có nghĩa là nó không ảnh hưởng tới giá ở trên sàn nữa, thì có cái gì đâu mà chúng ta phải lo lắng.
Nên là quan trọng nhất là anh chị đọc một cái dạng thông tin đó, là mình cần phải đi kiểm chứng nó, xem nó hình thức như thế nào. Và Đông thì hôm nay là Đông đã chứng minh cho anh chị thấy là rõ ràng là cái việc mà Novagroup đăng ký bán nó không ảnh hưởng quá nhiều. Trừ khi nào một số những cái cá nhân mà người ta có nhu cầu riêng đó, thì người ta bán. Đấy, thì là mình mới quan tâm. Còn cái việc mà Novagroup bữa giờ đăng ký bán bao nhiêu thì cũng đâu có ảnh hưởng gì đâu. Và anh chị thấy là có, nếu mà chúng ta tính về cái lượng mà họ đăng ký bán đi ha, để Đông đang tính cho anh chị xem ha. Đây, 567 triệu cộng cho 572 đúng không? Rồi mình cộng tiếp cho 69.6 đi, cộng cho 136 đúng không? Là đăng ký bán khoảng tầm là 1 tỷ 300 triệu 444.000 cổ phiếu. Nhưng mà rõ ràng là bây giờ tính cái lượng nó khớp ha, tính cái lượng nó khớp anh chị mới thấy giật mình nè, 12 cộng cho 0.48 cho 14.4 cộng cho 0.48. Thấy không? Đăng ký bán cái số lượng đấy bao nhiêu? Rồi chúng ta chia thử coi, 1344 nè. Chúng ta nhân trăm nè. Cái lượng đăng ký bán ra nó chỉ có 2% thôi anh chị. Nó chỉ có 2% trong tổng cái số lượng mà đăng ký thôi. Nên là nó rất là ít, nó rất là bé anh chị. Thật ra gần như là đây chỉ là một cái thông tin mang tính chất là bản lề cho cái câu chuyện là rủ hàng là nhiều hơn là cái việc là muốn bán cổ phiếu thật sự. À, còn những cái người bán thật sự là bên đây nè anh chị, là những cái cổ đông khác nè. Thì những cổ đông khác này là ai? Đây, cổ đông khác này là cái bên đây nè anh chị, là công ty cổ phần Dynamin rồi xếp tiền. Thì cái này cũng là của bác Nhơn, của bác Nhơn bác đứng đây, này cũng của bác Nhơn và con của bác ha. Đấy, cho nên là quan trọng nhất là mình xem thằng này nè, chứ còn cái thằng này là nó đăng ký bán rất là nhiều lần rồi nhưng mà nó đâu có bán bao nhiêu đâu. À, và trong thời gian gần đây thì hầu như là cũng không có những cái đợt đăng ký bán mới. À, đông xem cập nhật trên đây nè, cái này là real data ha. À, thì cũng không có đăng ký bán mới. Chỉ có một cái điều mình lưu ý, mình thấy cũng hay hay, đó chính là cái ông Huỳnh Minh Lâm này, cái tăng trưởng nè, đợt vừa rồi ngày ngày thực hiện bán là ngày 28 tháng 7 mới bán ra 603.970, tuy nhiên bây giờ lại đăng ký mua lại. À, lại đăng ký mua lại, mà đối với lại những cái vai trò như là kế toán trưởng thì người ta biết khá là nhiều anh chị, biết khá là nhiều trong doanh nghiệp, nên với cái việc mà mua lại một cái lượng nhỏ này thì Đông nghĩ nó không phải là vấn đề đâu. À, nó không phải là vấn đề với thị trường nhưng mà nó có một cái lợi ích cá nhân ở trong đây thì Đông nghĩ nó cũng là một cái tín hiệu tốt, nhưng mà chúng ta có thể là theo dõi ha. Và chốt lại cái việc là ngày hôm nay chia sẻ cho anh chị như thế để cho phủ nhận là cái tin tức là Novaqua bán, Novagroup bán 43 triệu cổ phiếu, thật ra nó không ảnh hưởng gì hết. Nếu anh chị nào mà có cầm Novaland thì cứ kiên trì mà cầm. Còn Đông đã chia sẻ quan điểm rồi, các mã cổ phiếu leading thì dòng tiền ngày hôm nay nó không vào thì ngày mai nó cũng vào thôi anh chị. Tại bởi vì là cái bọt của nó bây giờ nó chỉ có bao nhiêu đây thôi, nó không có chạy đâu được hết anh chị. Anh chị đang thấy không, hôm qua thằng viết nó không kéo thì thằng VRE nó kéo đúng không? Hôm nay thằng viết nó kéo mạnh thì VRE thì nó lui lại một tí. À, nhưng mà hôm nay thì lại có DG nè, có STB kéo nè. À, đó có Đức Xanh kéo nè, thì các mặt cổ phiếu khác thì nó lui lại một một phiên một nhịp thôi, chứ rõ ràng là đâu vấn đề đâu. Mà đặc biệt anh chị thấy là các mặt cổ phiếu trụ ngày hôm nay nè, trụ ngày hôm nay, nhưng mà cổ phiếu mà nó đi theo nè, như FPT nó tăng nè, VD nó chạy theo nè, còn nhiều mặt cổ phiếu ngày mai nè, nó vẫn lui về để mà nó test nè. Masan nè, Masan ngày mai đã có phiên rút chân rồi ha, nên là xác suất ví dụ như thị trường tâm mà nó đuối đuối nó cũng sẽ dùng Masan để nó kéo. Bảo Việt thì nó đang đi xây một cái nền nền ngang ở đây thì xác suất mà nó kéo lại cũng rất là cao. Mà WG ngày nay cũng có phiên rút chân trở lại rồi. À, GAT nha, GAT là đợt rồi nó tăng mạnh lên, sau đó bắt đầu là nó cũng về cái vùng giá chiết khấu đủ để nó rút chân trở lại đây rồi. Không phải rút chân nhưng mà ý là nó vẫn xây được một cái nền quanh đây rồi, thì xác suất mà nó quay trở lại nó tăng nhịp sắp tới thì cũng rất là cao. Nên hầu như là các mã cổ phiếu chủ á, nó đã lui về cái vùng giá đông đánh giá là đã hợp lý rồi, nên là chủ nè, như là các mã cổ phiếu bất động sản nè, hay là các mã cổ phiếu ngân hàng á, nó đang thay nhau kéo về về index khá là tốt. Cho nên quan điểm của mình là bây giờ ngày hôm nay nó lên nó không chạy thì ngày mai nó cũng chạy thôi anh chị, hoặc là ngày mai nó không chạy thì chắc chắn là sắp tới thị trường chúng ta mà nó vẫn duy trì được một cái mức là cái gì, nó vẫn khỏe, nó vẫn tốt. Nhưng mà Đông mới chia sẻ thị trường chúng ta nè, nó đã đi qua một cái giai đoạn bỉ cực rồi. Thôi, cái giai đoạn mà khó nhất của chúng ta là giai đoạn này. Cái giai đoạn này là cái giai đoạn rủ hàng. À, và khi mà cái giai đoạn rủ hàng này là cái giai đoạn mà rất nhiều anh chị chúng ta bị tâm lý và chúng ta bỏ hàng ra. À, và đặc biệt là cái giai đoạn này trong máy nó tốt là cái gì? Nó đã có một cái nhịp hấp thụ là quanh vùng 1230 rồi, và nó đã táp thụ là cái vùng cung mà những sorry anh chị, những cái nhà đầu tư mà người ta đu bám quanh cái phiên hồi phục rồi. Nó ngày hôm nay tăng nhớ lên ông thấy là mặc dù thanh khoản cấp ngày hôm nay nó lại hay, tại bởi vì là đâu có còn quá nhiều hàng cho cái mặt cổ phiếu leading mà để anh chị bán đâu, nên là nó không có vấn đề. Và trong cái thời điểm quá khứ nè, Đông đã chứng minh cho cái video trước rồi ha, thời điểm quá khứ nè, sau một cái nhịp mà cưa bàn chân nè, anh chị thấy nè, sau một cái nhịp cưa bàn chân khủng hoảng như thế này nè, thì đó là một cái nhịp tái tích lũy lại đây, vẽ cho anh chị xem ha. Đây cái nhịp cưa bàn chân đây ha,
bắt đầu nó rách nè. Đây là cái điểm mà nó rách cái nhịp cơ bàn chân rồi đúng không? Sau đó là gì? Nó có một hai phiên. Phiên này tăng lên, sau đó phiên này test lại sau đó là sao? Bắt đầu tăng lên, bắt đầu là vào một cái chu kỳ tăng mới. Nên là thường sau một cái nhịp cơ bàn chân nó đều đưa cổ phiếu lên một cái chu kỳ tăng mới, chứ nó không phải là cái nhịp cơ bàn chân sau đó là nó đánh hồi chữ V là nó gãy. Đây, tiếp tục cũng là có nhịp cơ bàn chân đây. Nhịp cơ bàn chân đây. Đó. Sau đó là cổ phiếu như thế nào? Bắt đầu tăng lên, bắt đầu tới từ đây sau bắt đầu tăng lên. Đó, nó vẫn đang đi trong một cái xu hướng tăng mà anh chị thấy nè, đấy. Nó vẫn đi theo một cái kiểu là tăng mới. Tại vì sao? Tại vì sau mỗi nhịp cơ bàn chân này là rất nhiều anh chị nhà tôi cũng ta bị rớt hàng. Mà rớt hàng xong thì sao? Thì tàu nó nhẹ thì nó lại dễ kéo. Nên trong cái giai đoạn hiện tại nè thì Đông rất là tự tin cho cái việc là anh chị tham gia và anh chị mua gia tăng thêm. Nên là sáng ngày hôm nay mình chỉ cần xác định thêm cái yếu tố của VIX thôi, là mình đã cho anh chị trong nhóm cộng đồng hay chị nhóm khách hàng là đã mua gia tăng cái mã cổ phiếu mà mình đã lên cái kịch bản trong cái giai đoạn tối hôm qua. Còn anh chị nào mà chúng ta có mua thêm STB thì quá tốt. Còn đối với lại nhóm khách hàng của Đông thì đã mua EB từ vùng giá là 23.9 cho tới 24 và bây giờ cũng đang có một cái mức lợi nhuận khá là ổn. Nên là cũng đâu có gì để mà chúng ta quá là lo lắng đâu. Còn nếu như anh chị nào bây giờ mà chúng ta đang vẫn lay hoay á, chúng ta đang vẫn còn cầm rất nhiều cái mã cổ phiếu mà bây giờ chúng ta chưa biết cơ cấu á, thì anh chị có thể trực tiếp nhắn tin cho Đông ha, để Đông sẽ hỗ trợ cho anh chị cái phiên sắp tới. Cái việc mình cơ cấu thì tất nhiên là mình cơ cấu chậm thì tất nhiên là trâu chậm sẽ uống nước đục, nhưng mà đỡ hơn là mình đừng có để là nguyên cái đàn trâu chạy đi hết rồi còn có một mình đứng ở đó thì cỡ gì là mình cũng rất là rủi ro. Nên là đừng có để mình là người cũng đi tới bàn tiệc giống người ta, mình không ăn được một cái bàn tiệc thịnh soạn nhất thì mình cũng cố gắng mình ngồi được mình ăn một cái bàn tiệc nó cỡ vừa, đúng không? Ví dụ như cái bàn tiệc người ta 10 triệu thì mình ăn bàn tiệc khoảng tầm 5 triệu nó cũng đỡ, chứ đừng có để là anh chị ăn cái bàn tiệc có 1 triệu thôi mà sau đó khi mà người ta về hết thì anh chị lại là cái người rửa chén cuối cùng nữa, tự như là mình đi ăn ít mà mình còn lỗ nữa thì đâu được, đúng không? Đầu tư như thế thì anh chị sẽ rất là bị áp lực, rất là bị rủi ro ha. Nên là cũng rất là mong mà Đông có thể hỗ trợ cho anh chị nhiều hơn trong cái thời gian sắp tới. Còn đối với lại các mã cổ phiếu hiện tại, Đông cũng chia sẻ cho anh chị nhóm khách hàng của mình có xem video, thì trong giai đoạn hiện tại bây giờ là mình đã mua đủ hàng rồi, nên là mình cũng sẽ không có mua gia tăng thêm mới nữa. Bây giờ là trong khoảng thời gian là mình cần nắm và chờ mã cổ phiếu. Tại vì đối với là những cái khoảng thời gian mình đầu tư trading nó không có tạo ra dòng tiền anh chị, mà khi mà mình đã mua đúng cổ phiếu thì mình phải nắm, mình phải kiên nhẫn với nó thì nó mới ra được tiền. Thế là ngày hôm nay nhiều anh chị nào mà chúng ta rớt hàng của một cổ phiếu Novaland thì Đông rất là tiếc, nhưng mình rất là kiên nhẫn, mình nắm cho cái phiên vừa qua rồi nó đã đủ rất là nhiều rồi. Còn nếu thật sự mà Đông muốn bán là mình bán những cái phiên mà nó kéo vùng cao, chứ cần gì bây giờ mình gán mình đợi để mình mua gia tăng thêm, đúng không? Nên là ngày hôm nay là cái phiên mà Novaland Đông thấy là đánh rất là đẹp, mà rất nhiều các anh chị bây giờ là đang kêu ca là nó đang xấu như thế này thì nó lại càng tốt. Anh chị cứ càng chê thì cổ phiếu nó lại càng tăng. Còn lúc nào mà anh chị càng hồ hởi, anh chị càng tự tin, anh chị càng nghĩ là nó sẽ vượt đỉnh thì nó lại không vượt đỉnh được. Thị trường chứng khoán nó luôn tạo ra những điều bất ngờ, thì mình nên là cái người nghĩ trước điều đó một tí để mình đừng có bị dính vô cái câu chuyện mà thị trường đang muốn cho chúng ta nghe ha. Và cảm ơn cả nhà của chúng ta đã xem video của Đông tới thời điểm hiện tại. Và nếu như anh chị cảm thấy video hay và hữu ích thì hãy để lại cho Đông một like nhé. Trước khi kết thúc video thì Đông cũng chúc cho cả nhà của chúng ta sẽ có một phiên giao dịch ngày mai thật là thành công và rực rỡ. Và Đông có một cái nhóm Zalo cộng đồng, mình có cập nhật quan điểm hàng ngày ở trong đó, cũng như anh chị cần hỏi Đông về các mặt cổ phiếu nào thì mình cũng sẽ tư vấn hết mình. Có thể là sẽ tư vấn chậm một xíu, nhưng mà khi mà em có thời gian rảnh thì em cũng sẽ chia sẻ hết đầy đủ. Nên là cũng rất là mong hẹn gặp anh chị ở trong nhóm cộng đồng nhé. Và chúc cho anh chị có một buổi tối xem video thật là bổ ích và thú vị. Và Đông xin phép chào tạm biệt anh chị.